Xin mến chào quý vị và các bạn nhé. Đấy, trước mắt quý vị và các bạn là một cái gian hàng có rất là nhiều cây, mình thấy là đẹp. Này là có ông chú đây, thế là chú ấy đang ngắm. Đây là chú ấy là chủ nhân của những cái tác phẩm này đó. Đây là cũng là một tác phẩm khế đúng không chú? Cây này theo như chú dự đoán thì nó là bao nhiêu năm tuổi rồi? Cháu thấy là cũng rất là già rồi nhỉ? Cây này thì chú bán là bao nhiêu tiền hả chú? 150 triệu. 150 triệu. Đấy, chú đây là ở trong tận Bến Tre chú ấy ra. Chú gì ấy nhỉ? Chú Thiết đúng không? Thiết chú tận Bến Tre chú ấy ra đây chú ấy tham dự cái hội chợ triển lãm làng nghề của quận Nam Từ Liêm. Chú đã ra đây 3-4 ngày nay rồi. Đây là một cái tác phẩm khế rất là cổ già. Chú ơi, tại sao nó có những cái cục này? Nó cũng có một phần tác động do mình nuôi trồng đó. Vâng. Đấy là nó từ những cái mầm ra chú. Chúng gọi là cái gân. Khế gân à? À gọi là khế gân. Nhìn cái thân này nó mọc. Nhìn nó như kiểu những cái gốc của một cái gốc cây gạo ấy nhỉ. Tập cây này hay là cái bệ của nó đây. Phần nụ. Tay cành này. Rất nhiều những cái gốc phôi đẹp. Tuyệt vời. Cái gốc này mới là gốc đẹp nè. Gốc nào chú? Đây á, hai gốc khế này đây chú. Gốc này thì nó quái thôi, còn gốc này mới là vũ nữ thân gầy. À, gốc này nếu mà chơi mà hình tượng thì đó là người phụ nữ, hai cái chân tay rồi có mông ngực rồi có đủ. À, gọi là thiếu nữ. Vũ nữ thân gầy. Vũ nữ thân gầy à. Đây là cái gốc khế mà bác chủ của cái phần này bác ấy gọi là vũ nữ thân gầy. Nhìn cái thân cây khế kia nó có hình dáng của người phụ nữ. À, nó là hiểu điệu phụ nữ mà. Đấy, hiểu điệu phụ nữ, hiểu điệu phụ nữ đấy. Cây này chú bán bao tiền hả chú? 15 triệu. 15 triệu với cây này. Như ta chứ. Nó không được lớn chứ cây này lớn nhiều tiền lắm mà. Cây này thật sự là cây đẹp. Vâng. Cái dáng của nó đẹp nhưng mà cái gốc của nó thì nó chưa to lắm cho nên là giá của nó vẫn còn mềm. Nhưng mà nó già lắm á. Cái này nó chưa cặp rồi. Cặp này là chơi độc lập thôi thì mỗi cây. Gốc này gọi là gốc quái à? Thấy khê nhưng mà khế nhưng nó dáng quái. Con này chắc rẻ hơn chú. Rẻ hơn cây đó. Con này mấy triệu à? Cây đó 10 triệu cây này. 10 triệu cây này, còn cây này là thân gầy. Đặt cái tên nghe cũng hay. Kiểu dáng nó thế. Hầu như trong này chú có mấy cây khế nhỉ? Cái khế lớn kia. Đó cũng 5-30 triệu. Vâng, điều hàng. Anh ấy đang hỏi cây khế cao cao trong kia là giá bao nhiêu đấy? 150 triệu đây. 150 triệu cây. Thân cây rất độc đáo, nó mọc ra những cái gấu này. Nhiều gốc phôi rất to đẹp. Nhưng mà chú này chủ yếu là khế. Cây này 50 triệu. Đây đều là những cái gốc khế.